Một đêm xưa vĩ đại, đêm mà khắp bốn phương reo mừng con Thiên Chúa nhập thể cứu đời. Thiên đàng mở rộng, trời đất kết giao và ơn bình an xuống cho người thiện tâm. Đêm nay mới thật là đêm bao người trong ngóng, một đêm đầy ắp ơn lành. Đêm nay chính là đêm con Thiên Chúa được tôn vinh và con người được ơn cứu độ. Hài Nhi là con Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể, là Thiên Chúa làm người. Ngài đến đem an vui cho con người, xóa tan hận thù ghen ghét và chiếu tỏa ánh sáng. Ngài chính là ánh sáng đã bừng lên trong đêm tối, phá tan bóng mù che lấp dương gian để soi đường cho nhân thế. Ngài là món quà quý giá Thiên Chúa trao tặng cho loài người. Xin hãy mở rộng lòng chúng ta để niềm vui Giáng sinh tràn ngập tâm hồn. Xin hãy tiếp nhận ánh sáng của Ngài để tâm hồn chúng ta được đổi mới. Và xin hãy tỏ lòng biết ơn vì món quà Giáng sinh Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta. Hãy cùng hát lên một lần nữa tiếng hát thánh hót của Thiên Thần như là lời chúc lành đêm Giáng sinh xưa. Hát lên lời ca vui bất tận, bình sinh nhật ngôi hai đã được sinh ra cho chúng ta.